Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Tìm Chuyện Review. Trước khi bắt đầu phần 119 bộ truyện Saitama chuyển sinh thần ngự thú sư nuôi hổ ngốc thành thần, mọi người cho mình xin một like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu thấy chuyện hay xin các bạn hãy donate ủng hộ mình bằng mã QR hoặc số tài khoản ở phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn. Cùng lúc này, Kỳ Lân đứng trên vực cao cao tại thượng nhìn xuống Liệt Thúc và Phong Hậu ở dưới bị mình chèn ép thê thảm. Thật sự đã để cho chúng có giành được một cơ hội chiến thắng từ trong tay của binh tai sao? Có điều người vượn bảo vệ chúng đã không đứng lên được nữa rồi. Mặc dù thế tấn công cao hơn ta 3 phần, có thể đứng đầu thiên hạ, nhưng ở những phương diện khác lại rất yếu. Lục Tinh giáng xuống tứ trùng đảo thiên, trung quy vẫn chịu hạn chế của linh lực mỏng manh ở nơi đây, nên không thể nào hoàn mỹ được. Kỳ Lân cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới. Thắng bại đã phân. Nếu như để ta ra tay, thì thi thể của ngươi không thể nào được hoàn chỉnh. Một đời thiên kiêu lại có kết cục như này thì cũng hơi đáng tiếc. Ta thừa nhận kiếm đạo của ngươi, vì thế cho ngươi một kết cục có thể diện. Ngươi tự kết liễu đi. Như thế, ta có thể tha cho con vượn cái này. Phong Hậu cất lời. Hư Thiên Dực có thể tránh được công kích, Kỳ Lân này không biết Vô Viễn Phật giới, vốn không có cơ hội thương tổn chúng ta. Nhưng ở trên trời có vô vàn lỗ hổng không gian đầy áp khí huyết của hắn. Một phương thiên địa này đều tràn đầy chân khí võ đạo của Kỳ Lân. Chiêu thức võ đạo của hắn khiến không gian tan vỡ, thậm chí ngay cả Hư Thiên Dực cũng khó mà hoàn toàn tránh được dao động không gian. Đây là thực lực của Linh Lục Tinh đỉnh phong ở Đế quốc Linh sao? Liệt Thúc từ từ đứng thẳng người dậy. Khởi La nàng sao phải lo ngại như thế? Nếu so sánh, thì áp lực của trận chiến này còn ít hơn nhiều so với trận năm đó ta nàng rời khỏi cung thành ra. Cũng phải. Có điều A Liệt, chàng đã học được biết nói đùa rồi. Không phải là nói đùa, chỉ là một năm này, ta đã suy nghĩ rất nhiều, cho đến một khắc này mới hạ quyết tâm. Kỳ Lân, một kiếm tiếp theo này, ngươi, ta lại luận sinh tử. Kỳ Lân nhắm mắt lại. Đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Cũng được, vậy ta sẽ ban cho ngươi sự tôn kính ngươi nên được. Sau đó hắn hung dữ mở to mắt ra rồi biến về hình thái Kỳ Lân nguyên bản. Võ đạo chân khí. Chân lân trận thế. Hai vợ chồng Phong Hậu cùng đặt tay lên Long Uyên kiếm. Khởi La, nàng nói cây gậy phơi đồ này có thể đả thương Kỳ Lân hay không? Trước khi ngừng mưa, chàng ta tuyệt đối không lìa xa. Vợ chồng Hòa Thuận tát Kỳ Lân sấp mặt. Kiếm tâm thông linh, mưa rơi vạn kiếm. Chỉ thoáng chốc, một bầu trời mưa kiếm chi chít hiện ra. Tất cả đều đồng loạt nhắm về phía Kỳ Lân. Đứng trước một bầu trời đầy kiếm khí như vậy, lại không có chỗ trốn thoát nào, Kỳ Lân chỉ có thể chịu trận bị vạn kiếm đâm mà gào thét kịch liệt. Một bên khác, Thiên Thiên đã đánh bại được binh tai Tiểu Minh, vì một trận này mà liệt đến nỗi không thể nhấc tay lên nổi. Chết tiệt, cơ thể hoàn toàn không thể cử động được nữa. Huyết Ma, ngươi vẫn ổn chứ? Anh Mên bên này cũng thê thảm không khác gì, những sứ linh của anh cũng muốn ngất xỉu rồi đây. Mặc dù rất thảm, nhưng lần này không dùng kỹ xảo gì, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, vừa mới thắng đối thủ ngũ tinh biết Vô Viễn Phật giới. Đợi về buôn dưa với bá hoàng phải chén tung trời một phen. Tử quỷ, đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn nói đùa? Đã không sao rồi, chiêu dự phòng ta chuẩn bị trước đã đến rồi. Đúng lúc này liên kết linh, tức của Vũ Y Tinh kết nối với một luồng lực lượng vô cùng mạnh. Bọn họ đều đã tới cả rồi. Quay trở lại với bên Kỳ Lân. Tuy bị vạn kiếm găm vào người nhưng hắn vẫn vô cùng sung sức. Móng vuốt dẫm nát không gian ùn ùn lao về phía hai vợ chồng Liệt Thúc. Võ đạo của ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, kiếm đạo của ngươi lại ngược lại, vì thế, ngươi mới yếu ớt như thế. Khi móng vuốt sắp tiếp giáp, hai vợ chồng họ đã sớm chấp nhận số phận. Đúng lúc này trước mặt họ hiện ra 20 lớp phòng ngự rắn chắc, nhưng cũng liền bị móng Kỳ Lân phá vỡ. Lớp phòng ngự ấy chính là của ông già Lăng Đậu Đậu cùng sứ linh Lục Tinh chim cánh cụt của ông ta. Một chảo đã phá được 20 trùng thiên đầu trong 33 trùng thiên của lão phu rồi sao? Đám tiểu bối này sao lại chọc phải linh mạnh như này? Có điều cũng tốt, như vậy mới tính là ban ân cho tiểu tử cung thành ra đó, ta phải xem, lão tặc cung thành vô cực đó phải báo đáp ta thế nào đây nhỉ? Sau màn xuất hiện bất ngờ này, Kỳ Lân lại bị ăn một cơn mưa đạn pháo đến từ hạm đội hung hãn, từ nghị viện phía đông do tá Kình Thương lãnh đạo. Tập kết trận, đã phóng hoàn tất chu linh pháo mới nhất, lệnh trúng mục tiêu. Thông báo với hạm đội, lập tức chuẩn bị bắn vòng thứ hai. Một bên khác, Lôi Hoàng lăng nhăng hào hoa. Cũng kéo cả gia tài đến chi viện cho Vương Thiên Vương nhà mình. Cho dù là tiểu tử huyết ma đó dẫn tới phiền phức như nào, thì ta cũng đều phải đến trợ trận. Một bên khác nữa, quân đội của Băng Hoàng cùng Bắc Cực Quang, cũng không thua kém gì về mặt nhân sự và máu liều. Ở đâu cần đánh trận, sao có thể thiếu lão tử? Nếu các bạn tưởng lực lượng chi viện như vậy là đã hết rồi ư? Không hề nhé, gia chủ của cung thành gia, cung thành vô cực xuất hiện cực kỳ lạnh lùng và dứt khoát, thẳng tay rút kiếm chém dọc Kỳ Lân một nhát từ trên xuống dưới. Kỳ Lân ngươi hình như hơi coi thường kiếm đạo của cung thành gia ta nhỉ. Ăn một nhát, Kỳ Lân bị biến lại thành hình dạng thường thấy, hắn cong khóe miệng cười ngạo nghễ. Thú vị, một kiếm này rất thú vị. Cung thành gia, ta nhớ kỹ rồi. Đúng lúc này, dây xích linh lực hải hoàng thần bay đến từ tứ phía quấn chặt lấy Kỳ Lân.
Diệp Tiêu thẳng thừng chỉ tay về phía hắn mà tuyên bố. Ta đại diện cho ba phía, nghị viện phía Đông, nghị viện phía Nam, nghị viện phía Bắc tuyên bố. Linh của đế quốc Linh kia, bây giờ ngươi ở trong tầm bắn của đại pháo thuộc hạm đội con người. Kỳ Lân cười lạnh. Ta nghe nói vượn người hạ giới lập ra minh hội chư thiên, trong đó có thế lực lớn nhất của tứ phương, hôm nay đã có thế lực của ba phương ra mặt. Mặc dù có không ít lục tinh, anh kiệt tham gia đại chiến lần trước, nhưng... Kỳ Lân chưa dứt lời, A Tiêu lớn giọng chen ngang, còn nắm chặt dây xích trong tay. Mặc dù ta không phải là lục tinh, nhưng nếu ta đã gánh vác mong chờ của mọi người mà đứng tại đây, thì ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi đâu. Kỳ Lân cười hết sức khinh bỉ, sau đó hắn bùng phát linh lực phá vỡ dây xích. Linh lực của Kỳ Lân theo dây xích truyền thẳng vào trong người A Tiêu. Sức công phá từ linh lực khiến tay anh ta bị nổ và bị thương rất nặng. A Tiêu nhăn mặt chịu đau đớn. Thật không hổ là lục tinh. Sau đó anh lệnh cho bánh trôi há to miệng đem anh nuốt vào trong bụng. Bánh trôi, nuốt cho ta. Trong cơ thể bánh trôi, Diệp Tiêu cắn răng chịu đựng sức mạnh Kỳ Lân xâm chiếm trái tim mình. Trướng quá. Chỉ là mượn ngũ hành khóa chặt một chút sức mạnh của lục tinh, mà đã khổng lồ như thế rồi, bánh trôi còn đang chịu đau đớn cực hạn. Lăng Đậu Đậu ở bên ngoài phát biểu. Chỉ là tiểu bối thôi, cũng dám ra tay với lục tinh. Để cho ngươi chịu khổ trước đã vậy, cung thành gia chủ chỉ im lặng mà không nói gì. Nguyệt Muội đứng ở phía xa chỉ âm thầm lo lắng. Bạch Phỉ và Diệp Quy Tàng lớn tiếng cổ vũ. Cố lên! Diệp Tiêu, nhất định phải khiến nó thấy được sự lợi hại của con người chúng ta. Bắc Cực Quang có hơi lo lắng mà hỏi Băng Hoàng. Nghị trưởng, tiểu tử đó sắp không xong rồi, chúng ta thật sự kệ hắn sao? Băng Hoàng lại hết sức tự tin. Tiểu tử đó tự lập cá cược, chúng ta đương nhiên cần tôn trọng hắn, chúng ta chỉ lo chờ tín hiệu tấn công là được. Đây là trận đầu tiên của thiên kiêu trẻ tuổi, nếu như không chịu được một chiêu của lục tinh, thì tương lai còn nói gì đến chinh phạt. Lôi Hoàng bên này thì cười lớn. Ngũ tinh đối kháng với lục tinh, hành động này chẳng khác gì lão ca cơ Uyên Huyền năm đó. Nếu như hắn thật sự có thể chứng minh thực lực của mình, thì bá hoàng lão ca nhất định cũng sẽ cảm khái sư huynh của hắn sau này có người kế thừa rồi. Lúc này tá Kình Thương chỉ huy. Mệnh lệnh tổng tấn công đại diện cho ba phương nghị viện đã có, toàn quân khai hỏa, vô số chiến hạm cứ thế mà chĩa đều mũi pháo về phía Kỳ Lân, và bắn ra hỏa lực kinh người nhất chưa từng có, cứ như kiểu bắn phát cuối cùng trong cuộc đời ra vậy. Trước sức mạnh ghê gớm có thể phá hủy cả một hòn đảo, Kỳ Lân lại không chọn né tránh mà đưa tay ra chống đỡ trực diện. Mặc dù biết Kỳ Lân mạnh, nhưng hắn cũng quá tự tin rồi. Tay không đỡ đạn pháo uy lực cường hãn, cánh tay của Kỳ Lân cũng sắp bị nướng chín luôn rồi. Đang bị bỏng nặng thì một đợt băng đá lao tới đóng băng Kỳ Lân hoàn toàn cho hắn mát lạnh hơn một chút. Sứ linh lục tinh của nghị trưởng nghị viện phía Bắc Băng Hoàng xông tới với hai quả bom sa hoàng trên tay. Năng lực của lão tử là giỏi nhất cầm cố đối thủ. Lần này nếu như có thể bắt sống được một linh lục tinh thì quá hời rồi. Lăng Đậu Đậu cũng quyết không để bản thân mình lép vế. Tên trong đầu chỉ toàn cơ bắp, ngươi có bản lĩnh gì chứ? Tiếp theo xem ta đây. Lăng Đậu Đậu dồn rất nhiều linh lực tạo ra 33 lớp phòng ngự bao xung quanh Kỳ Lân. Cuồng bá cực ý chấn áp 33 trùng thiên, sứ linh lục tinh của Băng Hoàng liền tố cáo. Số tầng cấm cố không gian này của ngươi không đúng. Đã nói là 33 trùng thiên, sao chỉ nhìn thấy 25 trùng? Lăng Đậu Đậu lớn giọng phản bác. Tiểu tử ngươi biết cái gì chứ? Lực phòng ngự tăng lên ở mỗi năm trùng thiên trong 33 trùng thiên đều sẽ có biến đổi, về chất. Vừa rồi một kích toàn lực của hắn chỉ phá vỡ được 20 trùng thiên, ta cho hắn 25 trùng thiên là đủ rồi. Nhưng thật ra ông ấy lại có tâm tư khác cơ. Nếu như xuất quá nhiều lực phòng ngự ở mỗi trùng thiên, thì lực phòng ngự bản thể của lão phu sẽ giảm. Như vậy không được. Vẫn là sợ chết mà ưu tiên bản thân mình là trên hết. Sau đó Lăng Đậu Đậu lại chuyển sang khích tướng Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng các hạ, xem ra lần này ngươi không cần ra tay nữa rồi. Không biết lão phu bảo hộ anh kiệt của gia tộc ngươi, ngươi tỏ ý như nào đây? Cung Thành Vô Cực im lặng không nói gì, sau đó khẽ đặt tay lên kiếm. Đậu Đậu chỉ mới thấy vậy đã phát hoảng. Ngươi làm gì thế? Ta chưa chọc giận ngươi đâu. Đúng lúc này sau lưng ông ta phát ra thứ ánh sáng chói mắt, ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy Kỳ Lân đang mạnh mẽ thoát ra phong ấn cấm cố của ông ta. Một hơi trực tiếp xông phá 25 phong ấn trùng thiên của ta sao? Nhưng Kỳ Lân vừa thoát thì đã có thứ ở ngoài đợi sẵn hắn. Kiếm Hoàng trước giờ ít nói mà chỉ thích hành động. Thấy Kỳ Lân xông ra, ông ấy trực tiếp chảm một đường xé nát bầu trời, rạch ngang qua bụng Kỳ Lân. Bị ăn một nhát đầy đau đớn, Kỳ Lân cong đuôi bỏ chạy đi. Lăng Đậu Đậu chê trách ông ấy. Này này, tiếp tục xuất kiếm đi. Cứ nhìn hắn đi như thế sao? Kiếm Hoàng chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng Kỳ Lân chạy đi mà nói. Một kiếm này không giữ hắn lại được, 10 kiếm 100 kiếm cũng thế. Đây chính là Chu Nam của Kỳ Lân tộc sao? Một lát sau, Nguyệt Muội cùng Lão Diệp và Bạch Phỉ chạy đến xem tình hình của Diệp Tiêu. A Tiêu, ngươi không sao chứ? Lần này ngươi liều lĩnh quá, vậy mà lại cược với các đại nghị trưởng, cược ngươi có thể đỡ một chiêu chính diện của sứ linh lục tinh.
Diệp Tiêu run rẩy đến mức đứng cũng sắp ngã nhưng vẫn cười ngây ngốc. Có lúc phải liều một trận mới được mà. Lần này không chỉ là tranh quyền ngôn luận cho nghị viện phía đông, mà còn khiến bánh trôi học được một loại hóa hình, thực lực của ta lại tăng lên rồi. Nếu A Tiêu đã thắng rồi, vậy theo đặt cược, tiếp theo nghị viện Nam Bắc, đều hành động theo kế hoạch của nghị viện phía đông chúng ta. Lần này nhất định phải giáo huấn đế quốc linh. Kiếm hoàng cưỡi kiếm bay đến trước mặt hai vợ chồng Liệt Thúc. Vẫn là không thể từ bỏ những cảm xúc vô vị ngoài kiếm ra, thêm ràng buộc cho bản thân. Nếu như không phải có viện quân, thì giờ này ngươi đã bị Kỳ Lân giết rồi. Kiếm trong lòng ngươi vẫn chưa sắc bén. Phong hậu nhìn thấy ông ấy liền vô cùng căm hận. Lão tặc cung thành. Liệt Thúc lạnh lùng đáp lời ông ta. Kiếm đạo không phải là tuyệt tình tuyệt tính, cũng không phải là chỉ tấm lòng lạnh lẽo mới có thể sai khiến kiếm. Gia chủ cung thành ra, sẽ có một ngày, ta tất sẽ đến cửa chào hỏi. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Nói rồi kiếm hoàng dừng dưng quay người bay đi. Ông ta đi rồi nhưng phong hậu vẫn vô cùng khó chịu trong người. Đáng ghét, bổn cung tưởng rằng ta có thể thư thái. Liệt Thúc nhẹ nhàng đặt tay lên tay vợ mình an ủi. Khởi La, lần này, nàng không cần chịu đựng một mình. Sau khi hoàn toàn giải quyết nguy hiểm cho thân xác của nàng, thì ta sẽ dẫn nàng đến cung thành ra đòi lại tất cả những gì đã mất, của chúng ta. Trên đường quay về, Lăng Đậu Đậu lại cứ thích chọc ngoáy kiếm hoàng. Ha ha, kiếm hoàng à, tiểu bối cung thành ra của ngươi xem ra rất phản nghịch đấy. Có cần lão phu ta dạy hắn cung kính với trưởng bối như nào không? Vừa dứt lời, kiếm hoàng đã chém đứt vài cọng tóc của ông ta cảnh cáo cái mỏ hỗn. Chuyện của cung thành ra, không phiền người ngoài phí sức. Dám tùy tiện nhúng tay thì chém ngươi. Một bên khác, Lăng Diệu Thiên bay đi tìm anh Mên. Huyết ma, không ngờ được ta lại có thể thấy ngươi yếu ớt như này. Vũ Y Tinh giật mình. Ý, sao Nhật Thiên đệ đệ cũng đến? Anh Mên yếu đuối chống huyết ngục đứng dậy. Nhật Thiên đệ đệ, ngươi lâu lắm rồi không bị ăn đòn nên ngứa ra à? Diệu Thiên lắc đầu lia lịa. Ngươi nên biết bây giờ ta đã biết, bây giờ ta không đánh lại ngươi. Chỉ là muốn nói với huyết ma một tiếng, lát nữa ta sẽ khuyên Thiên Thiên về, cũng không thể cứ luôn lưu lạc bên ngoài. Ngoài ra còn có một chuyện kỳ lạ. Vốn Quang Âm Trụy vẫn luôn mưu đồ biến đổi ngầm ăn mòn ta, không ngừng để ta mơ thấy những cảnh tương lai ta rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng sau khi đến Ngũ Trùng Đảo Thiên, nó đột nhiên lại trầm mặc, ta đã lâu lắm rồi chưa từng mơ thấy tương lai. Anh Mên nhắc nhở hắn một câu. Quang Âm Trụy thật thà rồi sao? Cẩn thận nó đang lạt mềm buộc chặt đấy. Diệu Thiên đa tạ một tiếng rồi bay đi. Nhật Thiên đệ đệ muốn ám thị gì sao? Những câu đố này cứ để lại đã, đến tụ hội với nữ nhân ngốc đã. Hạm đội của nghị viện phía đông. Nữ y tá tóc tím vào phòng báo cáo với tá Kình Thương. Hạm đội nghị viện phía nam và phía bắc đã gửi số liệu về hạm đội của họ, biểu thị nghe theo điều phối toàn diện của ta. Tá Kình Thương vừa đứng trước bàn chiến lược vừa đáp. Bởi vì Diệp Tiêu đã thắng cược, nghị viện phía nam và phía bắc sẽ toàn lực phối hợp với kế hoạch của ta. Lần trước sau khi trận chiến phạt thiên thất bại, cứ điểm của con người ở Ngũ Trùng Đảo Thiên đã bị tiêu diệt hết, chỉ có thể dốc sức trấn thủ vành đai gió. Bây giờ, đến lúc đoạt lại cứ điểm lớn nhất trên không trung trong vành đai gió, chắc Nguyên Thành rồi. Lấy đó làm căn cơ, con người mới có cơ hội tiếp tục tiến lên. Nữ y tá lại nói. Có điều nghị viện phía bắc và phía nam đều có thêm một yêu cầu. Tá Kình Thương chán nản. Lẽ nào đến lúc này rồi, họ còn muốn vì tư tâm, phá hỏng sắp đặt của một trận chiến phạt thiên tiếp theo sao? Nữ y tá bảo không phải. Họ nói xin phái hạm đội của họ đến nơi nguy hiểm nhất trên chiến trường. Họ hy vọng nghị viện phía đông, đặc biệt là những lớp người trẻ có thể duy trì thực lực, có không gian trưởng thành lớn hơn. Tá Kình Thương vô cùng bất ngờ trước yêu cầu có 102 này của họ. Vậy mà lại như thế sao? Thấy hắn ta đưa ra, nữ y tá gọi lại một tiếng. Kình Thương các hạ. Kình Thương nhẹ lắc đầu. Không sao, ta chỉ hơi cảm khái thôi. Ngọn đuốc hy vọng không ngừng được truyền đi giữa những anh hùng trước đây và những mầm non trẻ tuổi. Cũng chỉ có như thế, con người mới có thể trường tồn. Bên này, Diệu Thiên đã tìm thấy Thiên Thiên và đưa cô ấy về. Thiên Thiên mặc áo choàng che kín bộ dạng của mình, hơn nữa cô một mực từ chối trở về. Chút thương thế này, tùy ý nằm vài hôm là khỏi, không cần phải quay về Lăng gia trị thương. Ta đã nói rồi một mình ta có thể làm được. Diệu Thiên khuyên nhủ cô. Thiên Thiên, đừng ầm ĩ, chuyện xảy ra với ngươi, ta chỉ nói với Gia Gia, lúc ông ấy nghe thấy đã khóc. Mặc dù Gia Gia của chúng ta nói một cách nghiêm khắc thì không tính là người tốt. Nhưng ông ấy cũng thật lòng muốn bảo vệ chúng ta. Ngươi rời khỏi nhà lâu như thế, Gia Gia rất lo lắng cho ngươi, cho dù chỉ là báo bình an cũng được. Thiên Thiên nghe xong cũng đồng ý, lúc này Diệu Thiên lại có cảm giác bất an. Mình không hề lừa huyết ma, quả thực Quang Âm Trụy đã yên lặng rồi, nhưng không phải hoàn toàn tâm phục nhận mình là chủ, mà là nó đã không thể nào nhìn thấu tương lai nữa. Đây ngược lại lại có lời cảnh báo giống như là, sắp xảy ra một chuyện lớn không tưởng tượng nổi. Một bên khác, sau khi hội tụ với Bạch Khiết, linh lực của Tiểu Quy và Bỉ Ngạn cũng dồi dào trở lại. Điều này đã cứu Bỉ Ngạn thoát khỏi kiếp khô héo. Hoa Hoa, sống lại rồi. Khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Bên này, Ứng Long Ngọc Phách ngoan ngoãn giao ra thành quả cho Bạch Hung.
Chủ nhân, tiểu nhân làm theo lời ngài phân phó, đã làm một bản ký ức dự phòng cho ngài, tuyệt đối không bị tổn hại gì. Tiểu Hung hài lòng khoanh tay. Quả nhiên, với tính cách của ta sẽ chuẩn bị dự phòng. Có điều ngươi lại thành thật giao ký ức của ta ra sao? Tiểu Ứng Long vô cùng nịnh hót. Ta là sứ linh trung thành nhất của chủ nhân, có một không có hai. Vẻ ngoài thì ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại vô cùng nham hiểm. Ta đã thăm dò trước rồi, trong bản dự phòng này đều là ký ức chuyện tình cảm của con gái. Sau khi ngươi có được ký ức này, thì còn chả trở nên mềm yếu dễ bắt nạt luôn ý. Tiểu Hung dung nhập ký ức vào trong người. Đúng lúc này thì anh Mên trở về, Bạch Khiết vui vẻ lao vào lòng anh. Vương đại ca, ngươi về rồi. Nữ nhân ngốc, cơ thể của nàng xem ra cũng không có gì đáng ngại. Thấy Tiểu Hung nhìn họ chằm chằm, Tiểu Ứng Long ghé tai nói nhỏ. Chủ nhân, đến lúc chủ động tiến công rồi. Bạch Hung bực mình thẳng chân thúc gối một cái khiến Tiểu Ứng Long muốn gãy xương sống. Tiếng hét của nó thu hút đôi vợ chồng bên này. Anh Mên tò mò hỏi. Tiểu Hung, Ứng Long Ngọc Phách lại bắt đầu mưu đồ phản kháng ngươi rồi sao? Bạch Hung vừa giày vò Tiểu Ứng Long vừa lạnh lùng chuyển chủ đề. Nói chuyện chính, Vương đại ca, lần này ngươi mượn sức mạnh của nghị viện phía đông, đây là nhân tình không nhỏ đâu. Nếu như chúng ta muốn trả nợ nhân tình, thì nghị viện phía đông e là sẽ đưa ra điều kiện không đơn giản. Anh Minh gật đầu. Chuyện này cũng coi như là hợp tình hợp lý, hơn nữa là một con người, ta cũng nên góp chút sức lực. Chuồn chuồn ngực phẳng, liên lạc với Tiêu Ngốc đi. Trong không gian linh tức, hai huynh đệ bọn họ vui vẻ cụm tay nhau một cái. Tiểu Minh ca, ngươi để ta tiếp ứng cho ngươi ở vành đai gió gần tuyệt linh cảnh tứ trùng đảo thiên. Ta còn tưởng rằng ngươi bị đại quân của đế quốc sứ linh truy sát, không ngờ được vậy mà lại gặp phải một con kỳ lân lục tinh. Vất vả cho A Tiêu ngươi thuyết phục nghị viện để chiến hạm xuất kích rồi. Đây cũng là vì nghị trưởng đại nhân vẫn luôn mưu đồ đoạt lại mấy cứ điểm ở ngũ trùng đảo thiên. Vì thế mới nhanh chóng tổ chức hạm đội như thế, còn để kiếm hoàng đại nhân và ông già của Lăng gia đều cùng ra tay. Muốn thuyết phục Lăng gia thì cũng tốn sức đấy, hoàng nghị trưởng chắc là đã nhượng không ít lợi ích rồi. Có điều, huynh đệ ta khó lắm mới gặp nhau, tạm đừng suy xét đến chuyện đó. Cũng phải. Đúng rồi. Tiểu Minh ca, ta đã phát hiện ra cách dùng năng lực ngũ tinh của bánh trôi rồi, đợi sau khi gặp mặt, thì cho ngươi bất ngờ. Tại căn cứ tạm thời của hạm đội nghị viện phía đông, bánh trôi thế mà lại có thể biến thành hình dạng kỳ lân gào thét. Tuy nhìn có vẻ cút nhưng cũng uy phong lắm. Anh Mên được một phen ngỡ ngàng. Mặc dù uy thế này kém hơn nhiều so với kỳ lân, nhưng lại thật sự gần bằng năng lực và sức mạnh của kỳ lân. Tiêu Ngốc nhà ta thật sự là nam chính bẩm sinh, rõ ràng không có cảnh diễn, mà dậy thì liền trưởng thành rồi. Nếu bánh trôi có thể đột phá đến lục tinh, vậy chẳng phải là biến thành kỳ lân hoàn mỹ sao? Diệp Tiêu hào hứng thể hiện thêm. Vẫn chưa kết thúc đâu. Bánh trôi, thử một lần nữa chiêu đó. Ngũ hành phong tuyệt, trừ lân chi tỏa. Khắp người kỳ lân, do bánh trôi biến thành lại tỏa ra vô số dây xích của Hải Hoàng Thần. Anh Mên đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác. Đây là pháp thuật của Hải Hoàng Thần, nhưng lại kết hợp với khí võ đạo của kỳ lân. Hai loại trạng thái có thể cùng lúc tồn tại sao? A Tiêu phấn khởi nói thêm. Ta còn cố ý thỉnh giáo bá hoàng, nghiêm túc mà nói thì năng lực của bánh trôi không phải là mô phỏng, mà là thôn phệ và dung hợp. Bánh trôi có thể thôn phệ được một phần sức mạnh của sứ linh không phải là hệ khí, vĩnh viễn biến nó thành của mình. Về bản chất bánh trôi vẫn là bánh trôi, chỉ có điều lúc sử dụng sức mạnh hấp thụ, sẽ thay đổi ngoại hình của bản thân, ta gọi đó là hình thái dung hợp. Sức mạnh mà ta thôn phệ càng lúc càng nhiều, thì hình thái dung hợp của bánh trôi cũng sẽ càng lúc càng mạnh, muốn duy trì thì cũng càng lúc càng khó khăn. Bây giờ, chỉ là cùng lúc sử dụng sức mạnh của Hải Hoàng Thần và Kỳ Lân, thì bánh trôi đã hơi không trụ được rồi. Ta phải nhanh chóng tu hành, tranh thủ trong trận phạt thiên trong tương lai, có thể đánh lui linh lục tinh chính diện. Anh Mên vỗ vai hắn khen ngợi. Cái ta cần là khí phách như này. Chúng ta không cọ sát đã lâu rồi, đúng lúc để bánh trôi dùng hình thái chiến đấu dung hợp, mới có thể nắm được sức mạnh này tốt hơn. Tiểu Minh ca, ra chiêu đi. Hổ Mốc biến sang hình thái chiến đấu ngũ tinh uy mãnh phóng có tử chi phong. Bánh trôi cũng sinh sôi nhảy nở sông lên. Còn các cô nương Nguyệt Muội và hai chị em họ Bạch thì ngồi ở bên khác uống trà tâm sự. Có những lúc A Tiêu thật giống với trẻ con. Vương đại ca cũng thế, bởi vì quá lâu rồi chưa được gặp huynh đệ, vì thế mới nổi hứng như vậy. Thì ra kế hoạch tác chiến lần này là như thế. Vài khắc sau, bọn họ đánh đã đời ngồi nghỉ ngơi. Kỳ lạ, bánh trôi thực sự đã thôn phệ sắp xí hổ của Tiểu Minh ca rồi, tại sao lại chỉ học được điều khiển phong nhẫn, chưa học được năng lực khác thế? Lẽ nào năng lực học tập của bánh trôi có hạn? Anh Mên nghĩ cũng có thể là mấy năng lực khác của Hồ Ngốc đều quá đặc biệt, vì thế không thể nào học được nhỉ. Được rồi, ham cũng không nhai hết, mỗi một lần có thêm một loại sức mạnh, thì hình thái dung hợp của bánh trôi càng khó hơn. Ngươi nắm vững sức mạnh hiện tại của ngươi trước đi. Nói cũng đúng. Đột nhiên Vũ Y Tinh lại sửng cổ với bánh trôi. Đáng ghét. Tử quỷ, thiếp thân cũng muốn có năng lực đó, thiếp thân cũng biết mô phỏng, thiếp thân tăng lên đến ngũ tinh cũng sẽ mạnh như thế. Anh Mên ký đầu cho một cái.
Chuồn chuồn ngực phẳng à, ngươi bình tĩnh mà nghĩ đi. Về bản chất thì năng lực của bánh trôi vẫn là biến hình, hơn nữa chỉ có thể biến bản thể của mình. Lộ tuyến tiến hóa của ngươi là thi triển kính hoa thủy nguyệt để thay đổi không gian. Kính hoa thủy nguyệt thay đổi trời đất, và thôn phệ dung hợp chỉ có thể thay đổi bản thân. Cái nào lợi hại hơn, ngươi còn chưa phân rõ sao? Vũ Y Tinh ngước đầu nhìn lên trời sau đó lắc đầu không hiểu. Anh nên lấy ví dụ minh họa. Hải Hoàng Thần Đại Nhân thay đổi môi trường linh lực của tứ trùng đảo thiên bằng sức mạnh của mình, đây chính là loại thay đổi trời đất, đây là quyền bính thật sự của thất tinh. Như này thì hiểu rồi nhỉ? Nghe xong chuồn chuồn sáng rỡ hai mắt rồi lại đi cà khịa bánh trôi. Thì ra là thế. Thiếp thân mới là người lợi hại nhất đó. Bánh trôi nhỏ, nghe thấy chưa? Tương lai thiếp thân đạt ngũ tinh thì cũng có thể thay đổi trời đất như thất tinh. Thiếp thân mạnh nhất đó. Để ý mặt hổ ngốc thái độ hết sức nha anh em. Hạm đội nhà Lăng gia. Diệu Thiên đã dẫn Thiên Thiên về gặp Lăng Đậu Đậu. Nhìn thấy cháu gái cưng, lão ta liền bật dậy. Thiên Thiên, cháu cuối cùng cũng về rồi. Tại sao lại che mặt thế? Diệu Thiên bảo cô cởi mũ trùm ra. Thiên Thiên chần chừ vài giây sau đó cũng quyết định tháo mũ xuống. Nhìn thấy bộ dạng người không ra người thú không ra thú của cô ấy, Gia Gia nhất thời không nói nên lời. Sợ ông kích động, Thiên Thiên vội giải thích. Gia Gia, người đừng kích động, thực ra tình huống của cháu bây giờ. Đột nhiên Lăng Đậu Đậu nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô. Nhóc con, không sao rồi, về là tốt rồi. Cháu không cần để ý dáng vẻ của cháu, chỉ cần có Gia Gia ở đây, không ai có thể làm hại cháu. Hành động này của ông ấy thật khơi gợi cho Thiên Thiên nhiều ký ức lúc nhỏ. Ông vẫn luôn yêu thương cô cháu gái của mình như thế. Thiên Thiên cảm động bật khóc. Gia Gia, cháu về rồi. Đột nhiên lúc này, chuyên húc châu cô giấu trong người lại đột nhiên phát sáng lên một cách kỳ diệu. Lẽ nào hung binh cũng động lòng trước tình cảm người thân sao? Một nơi nào đó thuộc ngũ trùng đảo thiên. Kỳ Lân một mình săn bắt đám linh hoang dã, và ăn sống chúng để bồi bổ thân thể chữa trị thương thế. Đã bao nhiêu năm nay ta không ăn tươi nuốt sống rồi. Cũng chỉ có huyết nhục tươi mới, thì mới có thể để nén máu tiên tổ đang sục sôi trong người ta. Lần này đã lĩnh giáo kỹ xảo thú vị của vượn người hạ giới rồi, kiếm chi đạo, ngự binh chảm linh. Nếu như có thể dung nhập vào võ đạo của ta, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng hắn. Quả thực ta không thể chịu nổi linh lực tạp chất của ngũ trùng đảo thiên. Kỳ Lân quay đầu lại thì thấy ảnh chiếu của Hỗn Thiên hiện ra. Bà ta đến báo một tin, tộc trưởng của Oa Xà tộc chuẩn bị tham kiến thiên tử, cáo trạng tội của ngươi. Nể tình nghĩa, ta cố ý đến báo tin cho ngươi. Có điều lại không ngờ được đường đường là Kỳ Lân lục tinh lại bị trọng thương ở ngũ trùng đảo. Sau đó bà ấy cũng tiện tay giúp Kỳ Lân trị thương. Những vết thương khác thì không khó trị, chỉ là độc trong nhãn khiếu phiền phức thôi, nhưng vết kiếm trên ngực bụng, thú vị, trong vết thương lại chứa đựng một ý chí nào đó, ngăn cản pháp thuật khôi phục của ta. Phải mau chóng quay về, ngâm mình 49 ngày trong bát hoang thanh mộc thủy, nói không chừng có thể trị được. Nào ngờ Kỳ Lân lại đột nhiên phấn khích. Không trị được cũng không sao, kiếm ý này quá kỳ diệu, thà rằng ta để lại nó trong người. Từ từ phẩm vị, cho đến khi dung nhập triệt để. Cũng hợp với hành vi của ngươi đấy, chỉ có điều có thể khiến ngươi bị thương, hay là vượn người hạ giới lại xâm nhập. Hơn nữa, quy mô còn không tầm thường. Thiên tử mưu đồ cải cách, lúc này không tiện động đến quân đội. Có điều, có vô số gia tộc nghe theo thiên tử, đúng lúc phái đi, mượn tay của vượn người làm chúng tiêu hao. Ta phải mau chóng quay về thương lượng với đại tư mệnh về chuyện này. Tiểu Nam Nam, ngươi đừng tiếp tục ở lại nữa, lập tức quay về, nói không chừng thiên tử sẽ nhân cơ hội này truyền ngươi tiếp kiến. Như vậy, ngươi có thể thuận lý thành văn về lại triều ca. Kỳ Lân gật đầu đồng ý. Bảo vật của ta đành chỉ có thể ký thác ở hạ giới một thời gian rồi. Nghị viện phía đông dẫn đầu, liên hợp với nghị viện phía bắc và phía nam, thông lĩnh hạm đội tiến vào đóng quân trong rìa biên giới tuyệt linh hải ngũ trùng đảo thiên, chuẩn bị tấn công chiếm Trác Nguyên thành. Vốn còn muốn đánh tiếp viện, tiêu diệt lục tinh linh đến viện trợ, nhưng đế quốc linh lại hèn nhát một cách kỳ lạ, vây khốn 18 ngày, còn chả nhìn thấy viện quân nào. Sau cùng Lôi Hoàng không thể nhịn được nữa đích thân ra tay. Dưới tiếng oanh động của nghìn vạn hào lôi, Trác Nguyên thành thất thủ. Sau đó, con người bắt đầu gây dựng cứ điểm chiến lược ở Trác Nguyên thành, các hạm đội lớn kết thành trận tuyến phòng ngự ở không vực gần, cao thủ của ba nghị viện lớn cũng sẽ tiếp tục trấn thủ ở đây. Trong không gian linh tức, Thiên Thiên thắc mắc tìm anh Miên hỏi một chuyện. Sau khi quay về Lăng gia, chuyên húc châu đột nhiên sáng lên, lúc đó ta còn tưởng rằng nó sắp thức tỉnh rồi. Không ngờ được đến bây giờ vẫn chưa thể kết nối được. Anh Miên cười bảo cái này đơn giản. Nhật Thiên đệ đệ nhà ngươi là chủ nhân của quang âm trụy, ngươi để hắn giúp ngươi dự đoán tương lai, thì có thể phát hiện ra cách thức tỉnh chuyên húc châu. Thiên Thiên vô cùng kinh ngạc. Còn có chuyện này sao? Ta nói mà sao Diệu Thiên có vẻ hơi khác? Hắn vậy mà lại trở thành chủ nhân của hung binh. Trước mắt, hắn và quang âm trụy vẫn có sức mạnh ngang nhau. Nếu như hắn có thể giúp ngươi khế ước với chuyên húc châu, thì sau này ngươi cũng có thể giúp hắn áp chế quang âm trụy. Hắn sẽ không từ chối đâu. Nói làm là làm, đừng kéo dài thời gian. Sau khi dặn dò xong cho Thiên Thiên thì anh Bên cũng rời đi.
xem ra phía Thiên Thiên không có vấn đề gì lớn. Ông già Lăng Đậu Đậu đó vẫn rất quan tâm đến cô ấy. Cho dù là biến thành di nhân, thì cô ấy cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì. Tiếp theo chính là, chưa đợi anh Miên nói hết, Vũ Y Tinh đã lấy ra một bình chứa đầy huyết tinh hiên viên của A Tiêu. Thiếp thân đã có chuẩn bị từ lâu rồi. Huyết tinh hiên viên hiệu Diệp Tiêu, Hung Binh uống rồi đều nói là ngon. Anh Miên trực tiếp đổ hết tất cả vào huyết ngục. Tiêu Ngốc cũng được đấy, đã nói hiến chút máu là được rồi, kết quả lại đổi nhiều máu vì ta. Từ sau khi Mao Cầu tấn thăng ngũ tinh, sức mạnh chứa đựng trong huyết tinh của hắn càng nhiều hơn so với trước đây. Nhiều máu như này không thể nào dùng hết trong một lần. Nếu thấy chuyện hay xin các bạn hãy donate ủng hộ mình bằng mã QR hoặc số tài khoản ở phần mô tả nhé. Đến đây là hết phần 119 của review chuyện Saitama chuyển sinh thần ngự thú sư nuôi hổ ngốc thành thần. Rồi, mình là Bao Ú review đến từ web tìm chuyện 3S. Các bạn hãy nhớ like, subscribe và ghé web đọc truyện để mình có động lực ra những tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.